Kính chào quý vị, xin giới thiệu với quý vị, đây là máy bơm nước thương hiệu Minh Motor. Đầu bơm, cánh bơm, trục bơm hoàn toàn đều được làm từ inox. Đầu bơm được làm từ inox, vì vậy mà có thể bơm nước lên đến nhiệt độ là 90 độ. Ngoài ra còn có thể sử dụng trong môi trường nước mặn và dùng để bơm các loại hóa chất. Sau đây là bơm nước 3 pha thương hiệu Minh Motor. Đầu bơm được gắn với động cơ điện xuất khẩu châu Âu. Máy bơm thương hiệu Minh Motor có động cơ điện xuất khẩu châu Âu. Máy bơm của chúng tôi được ứng dụng trong các lĩnh vực sau: bơm phòng cháy, bơm cứu hỏa, bơm công nghiệp, bơm hóa chất, v.v.